EQG công bố loạt phim sắp lên sóng, Thỉnh Quân chính thức chào sân, Đàm Tùng Vận sánh đôi cùng Vương Khải. Gần đây, nền tảng phát sóng EQG đã tổ chức lễ chiêu thương cho các dự án phim cũng như show truyền hình mới của mình. Theo đó công bố loạt poster cho các dự án phim sắp lên sóng trong nửa cuối năm nay. Thỉnh Quân, diễn viên nhậm gia luân Lý Thẩm, Tiểu Thẩm Dương, Hắc Tử, Lại Nghệ, Tào Hy Nguyệt. Lấy bối cảnh về thời dân quốc có chứa nhiều yếu tố kỳ ảo tiên hiệp, Thỉnh Quân kể về câu chuyện nữ chính Vu Đăng Đăng Lý Thẩm. Là một nữ trại chủ, Trượng Nghĩa rơi vào lưới tình với một người đàn ông bí ẩn tên Lục Viêm Nhậm Gia Luân. Lục Viêm là một sát thần tướng quân chính trực, ra tay quyết đoán nhưng cũng vô cùng ôn nhu thâm tình. Anh bị rơi vào giấc ngủ sau cả ngàn năm, đến khi tỉnh lại thì phát hiện ra mình đã xuyên đến thời dân quốc. Tại đây Lục Viêm đã được gặp Vu Đăng Đăng và câu chuyện của họ cũng từ đó mà bắt đầu. Tuy nhiên điều đặc biệt là Vu Đăng Đăng không chỉ đơn thuần là nữ trại chủ mà cô còn vốn là một nữ thần mà Lục Viêm say mê. Đến độ vì yêu mà anh đã ngủ một giấc dài cả ngàn năm. Hướng gió mà đi, diễn viên Vương Khải, Đàm Tùng Vận, nêu sướng Yến Tử Đông. Hướng gió mà đi có nội dung chủ yếu xoay quanh về ngành hàng không, kể về câu chuyện của nữ chính do Đàm Tùng Vận đảm nhận, là một cô gái từ nhỏ đã có ước mơ trở thành phi công. Do những biến cố xảy đến mà khiến cô trở thành một quan sát viên. Trong quá trình làm việc và trải qua nhiều chông gai trắc trở, cô nhận ra được ý nghĩa sâu sắc về sứ mệnh của người làm nghề phi công. Trong khi đó Vương Khải thủ vai phó tổng giám đốc công ty hàng không, một người đàn ông lạnh lùng, cứng nhắc luôn nghiêm túc trong công việc. Cả hai trải qua nhiều biến cố, viết nên một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp. 20 bất hoặc 2. Diễn viên Quan Hiểu Đồng, Bốc Quan Kim, Đồng Tử Di, Từ Mộng Khiết, Lý Canh Hy, Ngưu Tuấn Phong, Lưu Đông Thấm. 20 bất hoặc xoay quanh câu chuyện của bốn cô gái trẻ vừa tốt nghiệp. Trong quá trình trưởng thành, họ thấu hiểu được sự bảo vệ của gia đình, tình yêu thương và sự hỗ trợ lẫn nhau trong tình bạn. Trong những ngày đầu bước ra xã hội, các cô gái đã phải đối mặt với những vị sếp khó tính hay gặp phải những đối tác nặng mùi tương tư. Tuy nhiên trên con đường đấu tranh, họ chưa bao giờ một mình chống chọi. Đồng thời, mỗi một cuộc chạm trán đều sẽ trở thành một trải nghiệm đáng nhớ, là bài học quan trọng cho sự trưởng thành của bản thân. Ngoài ra, EQG còn có poster của những bộ phim sau: Dân Quốc Đại Trinh Thám 2, Dã Man Sinh Trưởng, Lần Đầu Yêu Em, A Mạch Tòng Quân, Dáng Vẻ Nên Có Của Tình Yêu, Thương Lan Quyết, Long Thành, Thiên Tài Cơ Bản Nháp, Thế Giới Phóng Sinh, Nguyệt San Thiếu Nữ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.